Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với cái series là hướng dẫn thiết kế sản phẩm liên quan đến các cái thương hiệu nổi tiếng. Thì hôm nay mình sẽ chọn cái thương hiệu là Highland Coffee. Ở đây như các bạn đang nhìn ở trên màn hình ạ, là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể thiết kế banner. Cái bố cục này nó cũng không phải là mới nhưng mà nó cũng gọn gàng, sạch sẽ và rất là dễ áp dụng. Với hơn nữa là nó sẽ kết hợp thêm một số những cái hiệu ứng khác, ví dụ như là cái hiệu ứng chuyển động từ cái hình chiếc lá này, hoặc là cái cách để chúng ta cắt ghép lồng ghép những cái nước vào trong cái phần sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn và các bạn có thể là ứng dụng trong rất nhiều những cái sản phẩm khác, hầu như là cái cách làm nó cũng không có gì thay đổi nhiều nhá. Vì cái phần tư liệu thì cũng như là thông thường thôi, mình sẽ tìm hiểu toàn bộ cái phần tư liệu là ở trên Google. Ví dụ với hình cái lá này thì các bạn hãy sử dụng bằng cái từ tiếng Anh, keyword là tree leaf, là các bạn sẽ ra cái hình cái lá. Ở đây là cái phần tư liệu mà mình đang có được đấy các bạn nhé. Ví dụ cái phần hạt sen là lotus đúng không? Logo hai lần ice là đá, và cái hình chiếc lá trà này water là nước đúng không? Đây đều là những cái keyword cơ bản và tất cả các bạn có thể tìm kiếm ở trên Google. Thực sự cái cách tìm của chúng ta thì tất cả đều là tìm bằng Google thôi. Còn cái quan trọng là nếu như các bạn có cái con mắt nhìn thì các bạn sẽ biết là chọn cái hình ảnh nào nó phù hợp, chọn cái nào nó sẽ đẹp và chọn cái nào thì nó sẽ thể hiện được cái nội dung mà mình muốn truyền đạt. Còn về cái cách làm thì đa phần là nó đều như nhau thôi nhá. Đầu tiên là các bạn hãy mở phần mềm Photoshop ra, sau đó là các bạn hãy tạo một cái file mới bằng cách là các bạn vào file new, phím tắt là Ctrl+N nhé. Mình sẽ để tên là cái name, thì các bạn hãy để nó tên là banner hạt sen chẳng hạn. Phần width thì mình sẽ để cái banner ngang nên là kích thước của nó sẽ là 2000 pixel, còn cao mình sẽ để là 700. Cái resolution là cái độ phân giải. Ở đây là mình làm banner nên là mình sẽ để cái độ phân giải là 72 và cái color mode sẽ để ở trên hệ RGB color các bạn nhé. Background là để nền trong suốt này, sau đó các bạn ấn OK giúp mình. Như các bạn đã biết là một cái sản phẩm thiết kế nó sẽ bao gồm 3 phần đúng không? Cái cấu trúc của nó luôn luôn là như vậy. Đầu tiên là nền, thứ hai là hình ảnh, thứ ba là text. Ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất, đó chính là xử lý nền. Các bạn hãy sử dụng cái công cụ Sharp Tool này. Ở đây là mình cụ thể là mình sẽ lấy Rectangle Tool, phím tắt là U. Sau đó là các bạn hãy kẻ trong cái phần Sharp này, cái phần Fill một cái màu. Ở đây là màu xanh lá cây đậm đúng không các bạn? Và mình sẽ chọn cái mã màu xanh này. Và các bạn cũng biết là cái bảng màu này á, mình lấy ở đâu ra rồi đúng không? Nếu như bạn nào mà chưa biết nhiều về màu sắc, chưa làm việc nhiều với các swatch ở trên các phần mềm của Adobe thì các bạn hãy xem ở bên này. Mình đã giới thiệu cho các bạn cách để lấy được những cái mã màu ấn tượng ở cái video lần trước nên là cái bài này mình sẽ không nói lại nữa nhé. Xong rồi thì các bạn hãy đặt tên cho nó, đừng để là rectangle, các bạn hãy để là nền đi. Sau đó là các bạn ấn Ctrl Shift N, chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Mình sẽ để tên nó chính là màu xanh ngõ chuối. Các bạn sử dụng cái công cụ là Brush, phím tắt là B. Các bạn phải kiểm tra là cái nét cọ của chúng ta sử dụng là nét cọ gì. Các bạn hãy nháy phải chuột vào màn hình này, chọn cho mình cái nét cọ mềm nhé, khoảng 257 pixel. Sau đó là các bạn hãy click chuột trái vào màu foreground và đổi cái màu cho mình. Ở đây thì như cái hình mẫu của chúng ta, các bạn nhìn, nó sẽ là một cái màu xanh xanh hơn thôi chứ không phải là xanh nõn chuối hẳn đâu nhá. Sẽ chọn cái màu này, OK này. Sau đó các bạn hãy kéo toàn bộ cái phần tư liệu mà mình sẽ gửi cho các bạn. Mình đã mua một cái ảnh chất lượng cao. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải lấy tách cái phần hạt sen này ra và mình cũng sẽ tách cái hạt sen này ra. Đầu tiên là các bạn hãy mở bằng Photoshop, sau đó là sử dụng cái công cụ là Magic Wand và mình chọn thôi. Tách riêng thì các bạn hãy kéo cái phần hạt sen này vào trong này. Để giống được cái hình mẫu thì cái layer hạt sen này các bạn phải nhân đôi nhiều lần lên, và cái phần layer các bạn hãy đổi tên kích đúp vào nó và để tên là hạt sen nhé. Mình sẽ ấn Ctrl Z này, copy nó ra.
Tiếp đến là các bạn hãy kéo cái hình ảnh tư liệu là cái cốc bia vào đây. Nếu như khách hàng của bạn mà có ảnh thật đó, thì các bạn hãy yêu cầu họ chụp ảnh các bạn nhé. Và các bạn hãy cho nghiêng một chút nhé. Tiếp đó các bạn hãy kéo cái hình viên đá vào đây. Rồi, sau đó là các bạn hãy xoay ngược vào xuống. Bạn chọn cho mình cái color mode của mình, nó sẽ là div. Đấy, các bạn nhìn này. Sau đó các bạn hãy ấn phím E là cái công cụ phím tẩy này, Edge Tool này. Các bạn hãy nháy phải để chọn cái nét cọ. Ở đây mình sẽ chọn cái nét cọ mềm nhé. Sau đó là các bạn hãy xóa đi. Nhớ cái opacity của chúng ta là sẽ để 100%. Bạn nên xóa ở cái đường biên một chút để cho chúng có cảm giác như là nó đang ăn nhập vào với nhau các bạn nhé. Cái hình cốc bia này cũng vậy, các bạn nháy phải Raster Size Layer đi. Các bạn hãy chọn vào cái cục tẩy này và cái opacity các bạn chỉ để cho mình khoảng 30% thôi. Sau đó là các bạn đi một đường ở đường biên của cái hình cốc bia nhé. Hai bên các bạn đều đi như vậy giúp mình. Mình muốn cái màu của cái cốc bia này nó sẽ đậm hơn thì các bạn hãy ấn Ctrl M. Ở đây là mình sẽ kéo cái điểm màu đậm nhất về phía bên tay phải, tăng cái thông số của nó lên. Các bạn sẽ nhìn nó màu đậm hơn này. Các bạn ấn OK này. Mình muốn là những cái hạt sen này nó sẽ nằm ở trong cái cốc. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thực ra cũng không phải là khó lắm. Các bạn hãy chọn cho mình một cái về hạt sen đi. Đây, ví dụ mình chọn cái layer hạt sen copy 3 này, Ctrl Z, và mình sẽ đổi tên là hạt sen trong cốc nhé. Trên cái layer bia, sau đó các bạn để cái blend mode là multi. Rồi, bây giờ các bạn hãy kéo cao lên để cảm giác như nó đang ở trong cái cốc các bạn nhé. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái công cụ là E, cái công cụ tẩy này, cho to lên một chút. Mình sẽ xóa cái đường biên bên ngoài đi. Cái opacity mình sẽ để lại là 100 nhé. Vậy là cái hạt sen của chúng ta nó đã nằm trong cốc rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ lại xử lý đến cái phần ở trên cốc. Các bạn hãy tiếp tục copy cho mình cái hình hạt sen ở trong cốc Ctrl Z lên. Mình sẽ để lại chế độ là normal. Sau đó các bạn hãy kéo lên trên cùng, Ctrl T. Các bạn hãy cho nó lên đây. Mình sẽ để cái opacity là 25 này. Sau đó mình sẽ đi một đường ở trên này này. Đó. Mình sẽ đi một đường để cho các bạn nhìn ra cái phần G của nó. Cái bóng của nó phải có sau cái lớp thủy tinh. Vậy là mình phải làm cái điều đó. Nhìn cho nó thật, không thể là mà các bạn cứ cho vào và không có tẩy gì thì nhìn nó lại không ăn nhập với nhau. Nháy phải này, Raster Size Layer. Để chuyển về cái layer thông thường, mình sẽ sử dụng cái công cụ Ctrl U này. Các bạn click cho mình chọn là cái ô là Colorize này. Saturation các bạn để thông số cho mình là 50. Ấn là Enter. Mình muốn làm tăng cái màu vàng đấy lên. Ctrl U thì đôi khi là nó làm cũng ổn, nhưng mà mình muốn sử dụng cái keyword để cho nó vừa tăng màu mà vừa tăng cả cái độ tương phản của nó nữa. Đấy là mục đích mà mình sử dụng cái cover layer dưới cùng đây. Sau đó các bạn Ctrl Z, Ctrl T. Các bạn kéo ra một cái vị trí khác và cho nó lên trên một cái layer hạt sen khác. Đây, nó sẽ len lỏi vào trong này. Đến đây thì các bạn phải dùng cái công cụ tẩy, phím tắt là E này, Eraser. Các bạn hãy xóa bớt đi, tăng cái opacity lên là 50 giúp mình. Sau đó các bạn hãy tẩy này. Cái hình viên đá này nó đang cái màu nó hơi bị gắt thì mình sẽ giảm cái opacity của nó xuống 60% thôi. Ở đây các bạn cần phải tạo thêm một vài những cái hạt sen bắn tung ra. Vậy thì các bạn hãy cắt từ những cái hạt sen mà có ở trong cái phần tư liệu có sẵn á. Mình sẽ cắt một cái hạt sen đó ra nhá. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy phần răng cưa. Vậy thì các bạn hãy xem lại cho mình về cái phần trước nhá. Cái cách để chúng ta xử lý răng cưa nhé. Có một cái video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn nào mà chưa biết thì các bạn cũng có thể là sử dụng lại.
Sau khi các bạn đã xử lý về cái phần răng cưa xong rồi, như nó được tròn trịa như này, các bạn zoom nhỏ xuống thì cảm giác nó rất là mượt đúng không? Thì các bạn hãy cho mình quay cho mình một số hướng nhé. Ví dụ như nó đang bay ra đây chẳng hạn. Mình sẽ gom toàn bộ về cái phần nước này, toàn bộ đến cái phần cuối cùng. Và các bạn nhớ là phải trừ cái nền ra giúp mình, Ctrl G lại ảnh sản phẩm chính nhé. Các bạn hãy Ctrl Shift N hãy tạo cho mình một cái layer là ánh sáng. Các bạn cho công tắc là B, nháy phải. Các bạn hãy vào cái phần đây, Load này, Load Brush. Sau đó là các bạn hãy chọn đến cái thư mục mà các bạn đã lưu, chọn cái Brush này, sau đó các bạn ấn Load. Rồi thì các bạn sẽ nhìn ở trong cái phần hệ thống của Brush, nó sẽ có ra các cái kiểu ánh sáng đó, 2283 đi. Và mình sẽ để cái màu, nó cũng là một cái màu xanh nhá. Nháy phải này, kích cỡ các bạn có thể là giảm nó xuống. Và các bạn hãy đưa cái brush ra bên ngoài xem cái kích thước của nó có phù hợp không. Cái ánh sáng này nó sẽ nằm dưới ảnh sản phẩm, các bạn căn chân tê nhá. Và các bạn hãy nhớ xoay cái hướng ánh sáng nó khớp với cả cái hướng của cái hình, cái cốc trà của chúng ta nhé. Đến đây thì các bạn cũng đã làm được khá là ổn về cái phần hình ảnh chính rồi. Tiếp tục thì các bạn hãy lấy cho mình cái phần tư liệu của cái lá trà đấy nhé. Với cái hình chiếc lá này thì các bạn hãy xoay. Đây là công cụ T đúng không? Ctrl T của chúng ta, Transform. Các bạn có thể xoay các cái chiều hướng. Mục đích của mình khi mà mình cho các cái hình lá vào đây thì mình sẽ sắp xếp theo cái chiều hướng là nó đang bay lên. Vậy thì cái chiều hướng mà nó đang bay lên là các bạn sẽ phải sắp xếp nó theo cái kiểu như này. Đó, đây. Và sẽ trang trí một cái lá ở vị trí này và thêm một chiếc lá ở đây để chúng ta sẽ trang trí về cái phần text. Cái hướng của chúng ta là đang bay lên như này các bạn nhé. Sau đó là cái phần quan trọng nhất của chúng ta là các bạn phải tạo được cái hiệu ứng chuyển động của những cái lá này, giống như nó đang bay lên thì chúng ta phải tạo cái hiệu ứng chuyển động đó như thế nào. Các bạn chọn cho mình cái layer là lá 1 này, sau đó các bạn ấn Ctrl Z chọn cho mình cái layer ở trên cùng, sau đó là các bạn hãy vào phần Filter Blue, Blue Motion. Đây, đây là cái hình chuyển động. Cái hướng của chúng ta là hướng check lên. Vậy thì cái hướng ở trong cái góc các bạn cũng phải check nó lên nhá. Bạn sẽ ước lượng nó rơi vào tầm bao nhiêu độ. Ở đây mình nghĩ là nó chỉ rơi vào tầm khoảng, đây, tầm này nó đang check lên. Ok này. Các bạn hãy kéo check nó ra. Đó là các bạn sử dụng cái công cụ là Azure. Và những cái lá còn lại các bạn cũng làm tương tự. Tiếp đến là cái phần hạt sen thì các bạn cũng làm như vậy thôi. Mình sẽ giả sử với cái hạt đầu tiên nhé. Đây là cái hạt đầu tiên, các bạn cũng Ctrl Z. Sau đó các bạn hãy vào Filter Blue, Mansion Blue này. Các bạn hãy chọn cái hướng đi. Cái hướng của hạt sen nó đang là check lên đúng không? Vậy thì các bạn cũng phải chọn một góc check lên tương đương song song cái hướng check của cái hạt sen đó. Ok này, kéo bớt xuống giúp mình. Cái hiệu ứng này thì các bạn có thể sử dụng giống như là đồng tiền bay hoặc là một cái vật thể nào đó đang bay theo một cái hướng nào đó thì các bạn cũng hoàn toàn làm được theo cái cách này nhé. Và đây là cái phần hình ảnh mà mình sẽ nhận được sau khi mình làm toàn bộ các cái phần đối tượng còn lại, xử lý về cái phần text là cái phần cuối cùng ở trên cái banner này. Thì các bạn muốn đánh được cái text của nó thì các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ là T, phím tắt là T nhé các bạn nhé. Các bạn ấn chuột trái này vào màn hình và các bạn hãy đánh cái text của nó. Sau khi các bạn đã đánh text xong ạ, thì các bạn hãy chọn cái text mà các bạn muốn là thay đổi. Giả sử là với sen mùi mát ô long chẳng hạn, các bạn hãy ấn Ctrl T, sau đó là chọn là cái biểu tượng text warp giúp mình.
chọn cái kiểu work của mình. Ở đây là mình sẽ chọn cái kiểu arch, đó, kiểu thấp xuống. Cái chữ thêm á, và cái chữ sen vàng thì các bạn hãy cho mình là một cái màu vàng, bằng cách là các bạn hãy bôi đen, bôi đen nó vào cái công cụ selector, cái phần color các bạn đổ cho mình nhá. Ví dụ mình muốn màu vàng giống như cái màu vàng của hạt sen này chẳng hạn, tươi hơn. Ok, tương tự với 39.000 chẳng hạn thì các bạn cũng phải chọn nó này, vào character color, chọn luôn vào cái màu vàng của thêm đi. Ok, đường line nháy phải, các bạn hãy match chúng thành một layer nhé. Ctrl T nháy phải, warp, kéo nó lên. Các bạn hãy đổ cho một text, sau đó là hãy copy sang những cái text còn lại nhé. Giả sử ở với cái tên là thêm kích đúp và cái layer đó, sau đó có cái layer style, các bạn chọn drop shut down multi. Ok, multi đi. Đen thì các bạn đừng để đen thuần mà các bạn hãy để là đen xanh đen. Size các bạn chỉ để khoảng 3 cho mình thôi. Ok, các bạn nháy phải vào cái layer thêm này, copy layer style, sau đó các bạn hãy chọn cho mình nhé cái sáp này, cái chả sen vàng này, cái sen bút ô long này, đó, ba cái còn lại nháy phải, paste layer style thì tự động là nó sẽ paste vào các cái layer còn lại thôi, các bạn không cần phải làm thao tác từ bước một đâu nhá. Vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách để các bạn có thể thiết kế được một cái mẫu banner cũng khá là đẹp và ấn tượng đúng không, của thương hiệu Highland Coffee. Nếu như bạn nào mà yêu thích hoặc là quan tâm đến những cái nội dung mà mình đang nghiên cứu, bên mình đang chia sẻ với các bạn, thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình sẽ cố gắng là sẽ ra những cái video hay hơn và có chất lượng hơn để cho các bạn có thể là theo dõi được lâu hơn và các bạn sẽ học được thật là nhiều ở trong cái phần nội dung mà mình truyền đạt được. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, và hẹn gặp lại các bạn vào trong cái video lần sau nhé. Tạm biệt.